Việt Nam America, Việt Nam America. Bây giờ chúng ta vào chương trình giờ cầu nguyện với giảng sư Mã Gia Trí. Thưa kính mời giảng sư. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng động và hiệp thông với tất cả những phép chầu thánh thể mình thánh Chúa của toàn thế giới để chúng ta thưa chuyện với Chúa. Xin mời phần máy cho cái chầu thánh thể, cái clip thứ nhất. Kính thưa quý vị, chúng ta có cả 100,000 phép thánh thể bàn thờ trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp thông với tất cả những vị này, có thể nói là cả triệu người đang cầu nguyện ngoài kia với chúng ta. Là Chúa Giêsu, thánh thể, chúng con biết Chúa đang ở đây. Con biết Chúa nghe chúng con. Chúa biến thành một cái hình bánh, là con người thật. Chúa ở đây để chờ đợi chúng con đến, để Chúa chữa lành cho chúng con, để Chúa ban ân sủng và sức mạnh cho chúng con. Chúa biết chúng con yếu đuối, biết chúng con tội lỗi nặng nề. Chính vì Chúa đến, Chúa trông chờ con, để Chúa ban ân lành cho chúng con chạy đến với Chúa. Chúa chờ đợi có bao nhiêu nhà tạm, có bao nhiêu mình thánh thể lạnh vắng, Chúa vẫn chờ đợi. Và Chúa biết con, chúng con sẽ đến. Chúng con đến bên Chúa đây dâng những khắc khoải, những khó khăn của đất nước, của thế giới, của cộng đồng và của gia đình chúng con. Mỗi gia đình chúng con đều cần có cái sự chữa lành, đều cần Chúa để Chúa an ủi và Chúa giúp đỡ chúng con. Cái nhìn của Chúa thấu đáo, sâu vào tâm khảm của con. Cái nhìn của Chúa từ sân của Phi-la-tô và Thánh Phê-rô sau khi chối Chúa 3 lần, Chúa chỉ nhìn mà cái nhìn đó xoáy vào tâm hồn của Thánh Phê-rô. Ngài chạy ra khóc lóc. Cái nhìn của Chúa đối với ông Gia-kiêu, một người thu thuế lùng bé, trưởng của đoàn thu thuế rất giàu có, một người tội lỗi của vùng Jericho, vì muốn tìm Chúa, đứng trên cây ngóng tìm Chúa. Ông lùng quá, đám đông quá nhiều, ông không làm gì được, leo lên cây để nhìn Chúa. Chúa đi ngang bao nhiêu ngàn người, và tự nhiên Chúa nhìn nó, ông Gia Kiêu, ông leo xuống đi. Hôm nay tôi sẽ về nhà ông và ăn cơm với ông. Ông Gia Kiêu mừng rỡ, leo xuống và thưa với Chúa, nếu con xin giao phần nửa gia tài của con cho tất cả người nghèo. Và những ai mà con lường gạt hay là con gian dối họ thì con đền lại gấp 4. Lạy Chúa Giêsu, cái nhìn yêu thương của Chúa đã hoán cải một người tội lỗi như ông Gia-kiêu, sẵn sàng cho nửa gia tài của mình và nhận lỗi của mình đã gian dối như người khác và đền bù gấp 4 lần. Một cái nhìn của Chúa đem bình an. Một cái nhìn của Chúa thay đổi tâm hồn. Là Chúa, xin Chúa nhìn chúng con. Xin Chúa nhìn thế giới này. Tất cả giới lãnh đạo, tất cả những người làm điều ác, dữ, phá thai, giết người. Xin Chúa nhìn họ. Cái nhìn yêu thương, tha thứ. Và cái nhìn khẩn khoản để đánh động lòng của họ và họ thay đổi. Xin Chúa cũng nhìn vào lòng con chúng con, đánh lòng cái lòng chúng con, để chúng con thay đổi những lối suy nghĩ xấu, những làm việc xấu mà chỉ muốn làm việc gì để đem bình an và an ủi cho tất cả những người chúng con thấy, chúng con nghe, chúng con biết. Xin Chúa nhìn những người đang cầu nguyện với Chúa qua đài VNA của chúng con. Xin Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn họ và an ủi họ, đem bình an họ, chữa lành cho gia đình họ. Gia đình nào cũng có vấn đề, con cái, vấn đề niềm tin,
vấn đề khó khăn, xin Chúa soi tỏ lòng họ và đem sức mạnh yêu thương của Chúa, sức mạnh tha thứ. Chúa vẫn tha thứ, chờ đợi và ban sức mạnh cho chúng ta sống, sống một cuộc sống hoàn hảo, sống một cuộc sống bình an và phục vụ cho tất cả mọi người. Xin Chúa cho chúng con tỉnh táo, thay đổi lối sống của mình và thành thật để khỏi tự lừa dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kiêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến, nhất là được Chúa chạm tới thanh lòng chúng con. Chúng con dâng hết tất cả những khó khăn của gia đình, của từng gia đình, của cộng đoàn, của community chúng con, của đất nước chúng con và của những toàn thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cầu nguyện với điều này nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Thưa quý vị, trong tuần này thì có một cái vài lễ rất là quan trọng mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngắn gọn. Là thứ nhất là cái lễ của ông Thánh John Kim và bà Anna, là ba mẹ của Đức Mẹ, đã đem Đức Mẹ Maria lúc đó chỉ có 3 tuổi thôi mà dâng mình trong đền thờ để mà ở đó một số trinh nữ chung quanh làm việc với các thầy tư tế để dạy và huấn luyện. Rồi cuối cùng thì sao thì mới tìm cái người phối ngẫu cho Đức Mẹ là Thánh Giuse. Thì cái điều đấy, Đức Mẹ đã dâng mình từ nhỏ đồng trinh cho Chúa. Chính vì vậy khi mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ là Đức Mẹ phải làm sẽ làm mẹ Thiên Chúa, thì mẹ mới nói con đã dâng mình đồng trinh cho Chúa rồi, làm sao con có bầu được. Thì Chúa, thiên thần mới nói đối với Chúa không gì không làm được. Thì Đức Mẹ là một người đàn bà, một người con gái, phụ nữ duy nhất trong nhân loại này vừa đồng trinh mà vừa có bầu và để đẻ con, vẫn đồng trinh. Là bởi vì Chúa kính trọng cái lời thề của mẹ cho nên mẹ vẫn đồng trinh và mẹ có bầu theo Chúa Thiên Thần, Thánh Thần làm việc. Và chính vì vậy đó là một cái cung lòng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chờ đón Chúa Giêsu là đấng tạo hóa xuống ngự vào cung lòng của Đức Mẹ. Một cái cung lòng đặc biệt, mà đó là một cái điều mà chúng ta học hỏi, là một cái điều là dâng mình, dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa để mà Chúa hướng dẫn, thì không có cái gì mà không thể làm được. Thì cái lễ dâng mình Đức Mẹ nói lên cho chúng ta thấy rõ những cái gì chúng ta làm, dù lớn dù nhỏ, dâng lên tất cả, cũng như chúng tôi, gia đình chúng tôi luôn luôn có một cái thói quen là trước khi làm cái gì cũng cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta mới làm gì hết. Thì cũng như quý vị thấy chương trình anh em chúng tôi đây, là mỗi đầu giờ là chúng tôi đều cầu nguyện dân đất nước, dân gia đình, rồi xin ơn trên hướng dẫn. Chính vì vậy khi mà có nhiều quý vị, hy vọng là quý vị sẽ nhận thấy được cái bình an và cái hy vọng của cái chương trình này, là bây giờ cái ơn trên ban xuống cho mỗi tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta có lòng thành thì ơn trên sẽ nâng đỡ và giúp. Đó là một cái niềm an ủi to lớn nhất trong tất cả những cái việc chúng ta. Mà kính thưa quý vị, ông George Washington, một người father, một người tổ phụ, cha đẻ của đất nước này, cũng cầu nguyện. Những hình ảnh ngài quỳ xuống giữa Pennsylvania trời tuyết và cầu nguyện để ơn trên giúp đỡ và đem độc lập lại cho đất nước này. Tất cả những lời thề của các viên chức Hoa Kỳ cũng như những đất nước trên khác thế giới, họ đều đặt tên Thánh Kinh và cầu nguyện. Bây giờ cái sự cầu nguyện là cái sự dâng mình và khiêm cung, dâng tất cả những gì chúng ta đến ơn trên để dẫn dắt chúng ta làm việc. Thì cái gương dâng mình đến Đức Mẹ là một cái gương rất lớn để chúng ta được thực hiện mỗi ngày. Các dòng, các sai, các sơ đều mỗi sáng đều cầu nguyện dâng cái ngày đó cho Chúa để dẫn dắt chúng ta. Và cuối ngày thì cảm tạ Chúa đã cho chúng con những gì, dâng tất cả những gì. Bởi vì những Chúa gặp chúng ta qua những diễn biến mỗi ngày, thì đó là một điều mà không thể nào mà không có được.
Kính thưa quý vị, một niềm hãnh diện lớn của dân tộc Việt Nam chúng ta sau mấy trăm năm được Thiên Chúa, nước Chúa đến chúng ta, thì chúng ta có trên 150.000 thánh tự đạo. Và gần đây thì chúng ta được 117 vị hiển thánh. Và cái vị sau cùng á thánh là Andre Phú Yên cũng được Đức Giáo Hoàng John Paul đã phong hồi 19 tháng 6 trong những năm trước đây. Hàng năm Giáo hội Hoàng Vũ ngày 24 tháng 11 là kỷ niệm các lễ tôn vinh các thánh tự đạo Việt Nam. Mà kính thưa quý vị, các thánh tự đạo Việt Nam là gì? Đây là những người 1/3 là các cha và các dân missionary, tức là những người truyền giáo, những sứ khác, sứ Mỹ, sứ Tây Ban Nha, sứ Bồ Đào Nha, sứ Pháp, và đa số là những người Việt Nam, 70-80%, mà đa số những này là dòng Đa Minh, rất nhiều dòng Đa Minh là dòng cả, là những người đầu tiên. Dòng tên cũng có nhưng mà sau này mới được công nhận, kính thưa quý vị. Mà những người này là ai? Là những người phụ nữ như bà Anne Lê Thị Thành, một người phụ nữ nội trợ hiền từ, chỉ biết lần chuỗi mỗi ngày lo lắng. Xin mời phòng máy chiếu cái clip mà lễ các thánh tự đạo, là mỗi ngày bởi vì lần chuỗi và dâng mình cho Chúa. Rồi những người đó là ai nữa? Là những người quan lính, những người ông trùm, những người nông dân, những người thầy giảng, những người, kính thưa quý vị, họ rất là đơn sơ, họ không có một cái quan niệm thần học hay gì, mà một điều họ yêu mến Chúa và họ có cầu nguyện như các thánh Andre Phú Yên, hay là Andre Dũng Lạc, hay là các thánh Andre Lê Tinh Thông, là một vị nông dân bình thường sao giỏi vắng và được làm một chức để giúp giáo xứ và giúp quan chức. Rồi sau này người chứa quan chức, rồi ngài phải đem bị bắt, thì ông quan đầu tỉnh cứ dụ rồi thôi, ông cứ bước qua thánh giá giữa tôi với ông thôi, rồi ông ra ông xưng tội rằng tôi có cớ tôi tha ông thôi, nhưng mà không nhất định. Thưa quan, tôi thờ thánh giá hôm qua, hôm nay và ngày mai cùng một lòng, tôi cảm ơn quan đã thương tôi, đã nghĩ tới tôi như vậy, nhưng mà tôi không thể nào bỏ Chúa tôi được. Và cuối cùng thì thánh Andre Lê Tinh Thông là bị phạt đi bộ từ Quy Nhơn tới Mỹ Tho, 85 tuổi mà vẫn đi, mỗi ngày vẫn đi, đi gặp bao nhiêu người. Cuối cùng tới Mỹ Tho thì ngài bệnh và ngài mất, tại sức kiệt sức mà chết. Kính thưa quý vị, cái gương lành của ông thánh Lê Tinh Thông cũng như tất cả các thánh tự đạo, cái điều mà chúng ta học được là mỗi ngày các ngài đều cầu nguyện dân Chúa, các ngài đều lần chuỗi, bởi vì nhà quê thì không biết gì nhiều, chỉ lần chuỗi thôi, đọc kinh kính mừng sáng danh lần chuỗi, mà xin cho con được ơn bình nổ, xin cho con được yêu Chúa mỗi ngày và đừng bao giờ từ bỏ, xin cho con được ơn chứng nhân cho Chúa. Thật sự cái chữ martyr là cái chuyện tử đạo, là cái gốc Latin đó, gốc Hy Lạp, nó là chứng nhân, làm chứng bằng máu đổ cho Chúa. Cũng như kính thưa quý vị, không thể nào quên được thánh Andre Phú Yên là 16 tuổi, là một thầy giảng rồi biết đạo hồi 16 tuổi, lên 19 tuổi thì thành học trò của thầy Đắc Lộ, của cha Đắc Lộ. Và khi mà quân đi bắt, quân triều đình vua đi bắt những ông cố đạo, nghĩa là người mà theo đạo, thì ông nói tôi cũng là người thầy giảng nè, thôi bắt tôi luôn đi, có 19 tuổi. Mà khi bắt rồi đi ra pháp trường, kính thưa quý vị, cái chuyện của thánh Andre Phú Yên cũng rất là đặc biệt, kiên trì và yêu thương, mà cái lời của ngài nói không bao giờ quên được, là ngài nói như thế này: 19 tuổi mà nói lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Chúa yêu mình quá nhiều, con dùng cái tình yêu của Chúa, bây giờ con đáp trả lời Chúa bằng cái tình yêu của con. Chúa chết cho con bằng cái mạng sống của Chúa để cứu cho con khỏi tội lỗi, thì con xin lấy mạng sống của con để đền lời cái mạng sống của Chúa. Mà kính thưa quý vị, 19 tuổi, một thanh niên 19 tuổi mà dám nói như vậy. Rồi kính thưa quý vị, khi mà ông ra pháp trường, người ta đâm cái ông đao phủ, nó xin lỗi ngài, tôi phải làm phận sự, đâm 5 giác trên người, không chết, không gục. Khi mà quýnh quá rồi, khi mới nói thôi, xin ngài cho tôi được làm phép, làm cái bổn phận của tôi. Cái ông nói ok thôi, tha thứ cho ông. Chặt cái đầu ngài xuống. Vừa chặt cái đầu,
thì cái đầu rớt xuống, kính thưa quý vị, thì cái miếng da còn dính cổ, thì trong cổ nó lên tiếng nói Giêsu, Giêsu, Giêsu. Ngài yêu Chúa đến nỗi cái đầu rớt xuống, mà trong thân thể cái hơi thở nói ra Giêsu, Giêsu. Đây là một cái gương can đảm và hào hùng nhất. Vì anh Trai Phú Yên này 19 tuổi là người tử đạo đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà đến 100 năm sau, bây giờ họ mới đưa cái đầu của Ngài đó, ở Thánh Cha Đắc Lỗ đem về bên Hồng Kông và đem về Rome. Mà có nhiều chuyện trong cái sách phong thánh của Ngài rất là đặc biệt. Khi cái đầu của Ngài, tù cấp Ngài đem qua thì đi giữa Hồng Kông về Ấn Độ, thì gặp một cơn bão lớn, thiệt là lớn. Nước chìm, là tàu bị lũng dưới đáy, nước tràn ngập lên. Thì Cha Đắc Lộ mới ôm cái đầu của Thánh Ân Trời Phú Yên, Thầy Ân Trời Phú Yên, cứu chúng tôi. Thì tự nhiên cái chiếc tàu đó, nước nó ngưng, không có lên nữa, không có ngập nữa. Mà chạy, người ta tiếp tục tắt nước ra, mà không thấy nước ở dưới cái lường tàu, dưới cái đáy tàu luôn. Mà đi kéo chiếc tàu lên tới Ấn Độ. Thì kéo chiếc tàu lên, kính thưa quý vị. Thì ở dưới đáy, cái đáy lường tàu đó, nó có một cái lỗ lớn, nhưng mà có một cái cục đá bự nó lấp ngay cái lỗ đó. Mà không biết ở đâu nó ra. Không biết ở đâu ra. Thì đây là những cái tài liệu mà ở bên Rome, khi chúng tôi có được dịp thăm cái thủ cấp của Ngài và ở tại dòng tên giữ cái đầu thủ cấp của Ngài đó, thì đọc cái luận án mà những cái sự thật mà về cái chuyện của Ngài rất là cảm động. Có bao nhiêu chuyện khác nữa, nhưng mà chúng tôi thương chia sẻ bên này. Cái này là cái gương anh dũng, mà chính vậy nhiều mà giới trẻ của Việt Nam Công giáo chọn Thánh Andre Phú Yên là người bổn mạng, bởi vì có 19 tuổi thôi mà làm được khi đó. Thì chúng ta cầu nguyện xin các thánh tử đạo giúp cho con cháu của các thánh là hiện giờ đây, nhất là các giới trẻ chúng ta. Cái giới trẻ một số rất giỏi, nhưng mà có một số đi xa Chúa, không đi nhà thờ, từ chối, chống lời cha mẹ, vì những cái luồng thuyết mà nguy hiểm hiện giờ nó tràn ngập toàn thế giới bằng cái media nó chia rẽ, nó gây chủ nghĩa cá nhân tất trên tất cả và bỏ tất cả mọi việc, đào phá tất cả mọi việc. Thì xin Thánh Ân Trê Phú Yên cũng như tất cả các thánh tự đạo, dòng máu anh hùng đã đổ xuống, xin cứu giúp chúng con và nâng đỡ cả đất nước chúng con cũng như trên toàn thế giới được bình an và hiểu được ý Chúa và biết Chúa, thì tự nhiên sẽ có bình an và được chữa lành. Cảm ơn giáo sư Majari. Mời anh chào khán giả của đài. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị chúng ta và điều để suy nghĩ và tiếp tục cầu nguyện, thì ơn trên sẽ ban lành cho tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Dạ, cảm ơn quý vị. Việt Nam, America, Việt Nam, America.